là nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cũ mất căn bản muốn trở lại với con đường đầu tư bền vững và hoa hồng. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn tiềm năng và đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, đây là cơ hội rất tốt dành cho những nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Hãy đến với khóa học online 3 ngày. Excellent.
Hello, em chào anh không? Tên gì chị Lan Trang? Đi đâu rồi đó? Baby, 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 I will go out. Goodbye. Goodbye. I go to buy some green. Trời ơi, không cần thiết gì đâu. Trái quá. Giờ làm đáng ngon hơn nhà nữa. Không ai cần tặng quà nhà đám gì. Mệt không nhỉ. Thank you.